Ok, xin bạn mình quay trở Ok, xin bạn quay trở lại cho video mới. Và trong video này thì mình sẽ đập hộp cái món này hàng ngày. Thứ nhất là cách đây khoảng tầm 8-10 ngày trước là mình không có ra video mới. Nên là trong giai đoạn đấy thì mình đang bảo thi, nên là mình muốn tập trung nhiều nhất. Và thứ hai nữa là toy mình đem theo thì mình cũng toàn đồ mình review rồi, chứ những thứ mình chưa review thì mình để hết quê. Cho nên bây giờ chúng ta mới có thể sau khi thi xong mình nghỉ lễ mới có thời gian làm. Rồi. Ở đây là một cái món quà từ người bạn của mình ở bên ở trong Sài Gòn thì bạn ấy gửi cho mình. Đây là rất là lạ đúng không? Comax, mình không biết đây là hộp này là của cái gì. Thì cậu ấy gửi cho mình một món toy và chúng ta sẽ cùng mở xem nó là có gì. Và trong này thì cậu ấy cũng bảo là sẽ có bao gồm bất ngờ. Mình thì cũng đoán giả đoán non không biết đó là cái gì luôn bởi vì bất ngờ mà. Nhưng mà được rồi, chúng ta sẽ mở ra xem nó cái gì. Cá nhân mình thì mình đã mở ra rồi bởi vì mình không kiềm được. Nhưng mà bạn nào thích mình diễn xuất thì mình sẽ tỏ vẻ như là wow, đây là cái gì vậy? Để xem nào, đây là gì? Wow, đây là một cái gaset này. Ui, gaset lạ thế. Ui, hình kia này. Rồi, thực ra cái hộp chúng ta thì bỏ qua bên. Nếu bạn thích thì mình có thể giả vờ diễn xuất kiểu vậy cũng được. Ok, thì mình có thể làm cho giả tạo tí đó là mình chưa biết gì và mình có thể mở ra. Ok, thì đây là bạn đã thấy rồi, đây là một cái gaset. Chúng ta cũng mở tiếp ra xem bên trong nó còn cái gì nữa. Và đừng hỏi tại sao cái bàn mình đang bừa bộn nhé. Mình cũng đang tranh thủ thời gian thì mình có nghỉ để mình có thể làm cái khẩu mô hình mới, nhưng không phải là liên quan đến Honkai hay gì cả. Rồi mở xem đây trong này có cái gì. Quên mất, được quên là vẫn phải làm phải diễn xuất rồi. Rồi tạm thời túi bóng này bỏ qua bên để xem nào. Đầu tiên đây là một cái đá sáp. Cậu ấy cũng đã sơn metallic có vẻ để, lúc đầu tiên thì tôi nhìn trên cái ảnh chụp ấy thì lúc đấy có thể có cũng hơi tối nên là cái phần ảnh chụp thì nó hơi tối làm tôi nghĩ đây là màu màu tím bình thường thôi. Nhưng mà khi tôi nhìn ngoài đời ấy, thì đây là màu tím metallic, cũng như dưới ánh đèn các bạn thấy đây là màu metallic tím không? Nó có một hiệu ứng bảo bạc đây nữa. Tôi không biết đây là sơn màu lên như này hay là cậu ấy sơn nó hơi thiếu màu hay là sơn má AB lên là trông như này. Mà đằng sau thì đúng rồi, một cái gaset DX chứ nó không phải là cái toy như trước là tôi review đúng không? Thì trước tôi review cái toy, nhưng mà sau khi giờ tôi được cầm một cái gaset DX thì tôi thấy nó cũng xịn sò này nọ ấy, nó có xịn hơn cái tôi sẽ sớm ra video review cái này thôi bởi vì hiện tại tôi chưa bọc. Và theo như lời của các bạn đấy thì con này tự dưng nó đang bị hỏng mạch cái gì đấy nên chắc tôi sẽ phải mở ra, tôi lắp thử pin vào rồi tôi tháo ra xem như nào. Đây sticker in hình của kia nè. Có vẻ là hơi fail tí cái phần viền này nhưng mà ok vẫn đẹp. Sticker in Hutterser Finality. Ok đẹp và cắm xuống đây nữa cũng rất đẹp. Hình như là cậu ấy quên chưa đổi cái chưa úp ngược lại hình thì sao ấy. Vì vốn là tóc cái tóc ngố kia nào nó vênh lên ấy, thì nó sẽ vênh nằm bên tay phải à, bên tay phải. Và tôi nhớ luôn hình này nó phải nằm bên nó hình này hình gốc rồi, nhưng khi chúng ta lắp vào trong gương ấy thì hình nó sẽ bị lộn ngược lại vào nên là trông cũng hơi và thiếu tên. Nhưng mà thôi kệ, tôi không không vấn đề gì mấy. Rồi chúng ta xem tiếp có món gì. Chúng ta giả vờ chưa thấy cái gì đằng sau nhé. Chúng ta sẽ có thêm hai bộ đề can nữa, thì theo như lời của các bạn ấy thì cậu ấy tặng thêm đề can để phòng hộp cái này bị chảy. Tôi thấy nghĩ khá tâm lý khá ok. Cũng khá tâm lý ấy. Nói chung tôi thích điều này. Còn thêm hai đề can này nữa. Để dán có vẻ cậu ấy không lót bạc lắm nhỉ. Đây thì đã lót bạc rồi. Là đã lót bóng rồi. Thường là các bạn nên lót bóng đề can để nó bảo quản được lâu hơn. Ok, sau nếu tôi sẽ lót bóng. Rồi để xem đây là hai cái bốn sticker của kia nè. Không biết cậu ấy có hai màu khác nhau à? Tôi tưởng hai màu giống nhau. Rồi một cái da tôi không biết review đây là gì nữa, không biết cậu ấy kiếm đâu ra đống sticker này nhỉ, là cutep hết. Cái tôi thì tôi sẽ không bóc ra dán đâu bởi vì để sticker nó chỉ giá trị khi nó chưa được bóc ra, nên tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách để tôi trưng bày, để tôi trưng bày full được. Nó có thêm một cái móc móc khóa. Ok móc khóa, một cái móc khóa của kia nè. Hầu như bạn thấy toàn bộ đều là liên quan đến kia nè đúng không? Tôi sẽ để hộp ảnh hộp
Các bạn thấy toàn kiểu gas sát Kiana, sticker Kiana rồi móc khóa Kiana luôn. Nói chung đêm hôm qua rất bất thường. Có thể một số ông chưa biết nhưng mà tôi là một fan boy hay gọi là một sim lỏ của Kiana. Đây là đồ gì liên quan Kiana tôi đều thích. Và đây là để móc khóa của Kiana à? Thú thật luôn là tôi chưa hề có móc khóa của Kiana bao giờ luôn, mặc dù tôi một sim lỏ, ok, nhưng mà tôi chưa có một cái móc khóa nào của Kiana, chứ đừng nói là tôi đang nghĩ là sẽ có người tặng. Tôi không biết được là bởi vì có thể là tôi là một thằng kiểu lập dị ấy, nên ngoài đời tôi khá ít bạn, nhưng mà có một thằng bạn của tôi thì nó không phải Wibu, nhưng mà tôi thấy nó có móc khóa Ethereum, nên tôi cũng khá hỏi chấm về việc là tại sao có thích anime hay nhân vật này đích đâu mà ông ấy cũng có cái móc khóa này. Thế ra là nó được bạn tặng. Và tôi bắt đầu nghĩ là hình như là những đứa khác mình chơi nó đều có móc khóa là bởi vì người khác nó tặng. Nhưng mà tôi không có bạn nhiều nên là tôi cũng không được ai tặng cho khi tôi được tặng móc khóa anh kia này, nên là tôi nghĩ là sẽ giữ làm kỷ niệm và tôi sẽ tìm cách đấy để tôi trưng bày mà nó không bị bụi. Và in hình cũng dập lên đấy chứ, cũng ý tôi là nó in nổi luôn chứ không phải là in kiểu gì ấy. Thì cũng chính thế nên tôi đang suy nghĩ là mình nên bảo quản cái này như nào. Khó khăn đấy chứ, tôi sẽ không móc vào cái chìa khóa phòng mình đâu, mặc dù phòng tôi thì nó không cần thiết phải khóa lắm. Ok, thì nhiêu đây là đủ trong một video rồi. À còn đây là gì nữa, đây là cái cọng dây điện dùng để chắc để fix cái hoặc là hàn, cũng khá tâm lý phết. Tức là cậu ấy cho decal clear, mặc dù bên trong này nó không bị chảy được nhưng mà nó cậu ấy cho decal clear và decal rồi dán bên ngoài nữa và thêm sticker này nữa. Tôi nghĩ đây là phần này phần bất bất ngờ của video này, còn như phần này là phần quà của ấy tặng tôi. Và đây là cọng dây điện rồi để hàn, nếu như tôi sẽ bóc ra này xem nó có bị hư hỏng gì không thì tôi sẽ thử hàn lại, tôi tìm đồ tôi hàn lại. Rồi, tôi nghĩ là chắc đây nhiêu đây đủ cho video dài 7 phút rồi đúng không? Ok. Một cái gas sát. Tôi thì nó thật sự là tôi chưa được ai tặng toy bao giờ luôn, mà hầu như là tôi toàn đi mua. Tặng toy đây, nếu đồ chơi thứ thì sinh nhật thứ thì tôi có nhưng mà hồi đấy hồi bé. Còn lớn bây giờ mà kiểu mua toy tôi cu bây giờ thì nó thật sự là chả ai tặng tôi cả. Mà làm gì có đúng không? Nhưng cô ấy vẫn tặng tôi, đây là. Cho nên tôi sẽ giữ món này sẽ được trưng bày trong bộ sưu tập kia này à, tôi chắc chắn luôn. Hoặc tôi cũng thể, wow, đây là một cái cassette DX, tôi chưa bao giờ có một cái cassette DX này bao giờ cả, toàn candy thôi, cầm xuống tay phết. Video review tôi nghĩ sẽ để sau khi mà tôi test thử âm thanh thứ xem nó có hỏng hỏng gì không hay gì, thì tôi sẽ chuẩn bị và tôi muốn bọc một thời gian thêm đã, khá phê ấy, từ chất lượng hẳn. Rồi thực chất nói chung là cái cảm xúc hiện tại tôi không nói gì nhiều lắm bởi vì cái tôi không bao giờ, tôi một thằng hơi bị hướng nội nên là tôi ít khi thể hiện cảm xúc mình ra bên ngoài, vì thế nên là tôi cũng hơi khó cho nên mấy video kiểu react các thứ gì tôi không bao giờ làm ấy, bởi vì cái mặt tôi nó bên trong tôi cười ok nhưng mà bên ngoài tôi mặt như một thằng đơ luôn, tôi kiểu nghiêm túc quay lạnh lùng luôn nên tôi cũng không biết phải nói thế nào. Hiện tại cảm xúc tôi có nhất rất nhiều thứ. Rồi thì Linh cũng như là thì cậu ấy cũng có làm review liên quan Toku thứ luôn, nên là nếu bạn nào bạn muốn tìm hiểu thêm thì bạn có thể check qua phần link, tôi sẽ để link của ông bạn tôi ở phần dưới để các bạn để xem qua. Và nếu như bạn đang nếu như bạn hứng thú với những cái món toy mà ông đấy đang làm trong video kiểu dần dần ấy thì bạn có thể inbox hỏi trực tiếp ông đấy để mua, nếu như bạn không biết là mua ở đâu vì ông đấy bạn tôi cũng khá uy tín rồi nên cũng không phải lo gì cả. Còn gì không nhỉ? Rồi thì coi như đây thông qua video này thì tôi xin phép cảm ơn ông bạn đấy đã ok. Rồi video đủ dài rồi, quá nhiều cảm xúc rồi, xin chào các bạn và xin cảm ơn ông đã cho tôi thêm đồ để tôi review, xin chào các bạn và cả ui.